Đấy, đã bảo là cọc cho em 500 thôi, thế mà anh lại đi cọc cho em hẳn 1 triệu. Đây đây, anh trai ở Vũng Tàu đấy anh em. Anh biết đến mình qua kênh Tổng Bế Bãi. Anh liên hệ mình và anh em muốn mua cái con máy MS170 này, thì anh đã cọc luôn cho mình 1 triệu. Cái con máy này thì anh em thấy là mới nguyên thùng 100%. Cái con này được sản xuất tháng 2, tháng 3 năm 2022. Đấy, tháng 3 năm 2022, tháng xích đầy đủ nhá. Anh em lưu ý là những cái dòng máy như thế này thì mình về mình cắt gia đình, cắt củi, cắt đồ là nó rất là hợp lý luôn. Nó vừa nhẹ, giá thành nó vừa rẻ nữa. Đấy. Con này thì được sử dụng là hai ốc lam. Đây mọi người thấy không? Những cái chi tiết của cái dòng máy này thì mình cũng đã hướng dẫn cho anh em rồi, bây giờ mình sẽ đi vào test luôn, đổ xăng luôn. Đây mọi người thấy không? Máy chưa có đổ xăng, ống xăng còn mốc mốc trắng trắng này. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ đổ luôn anh em. Hàng thì mình sẽ anh em nào mà cứ đặt cọc là mình đặt cọc tầm 500 1 triệu gì đấy thì là mình ship hết. Mình đổ xăng, test nổ luôn. Máy mới 100%. Xiết lại cái ốc lam cho anh tính nhá. Xiết nhẹ tay, vừa tay. Cái công nó dài mình siết căng quá là nó một cái ốc đó vừa thôi. Rồi. Mình đâu có cắt đâu, chỉ nổ máy không thôi mà. Đó, anh em này, anh em thấy thợ anh em không? Giật này, bóp ra. Đấy. Đấy. Đấy, nổ rồi, anh em thấy không? Nó nổ khanh 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 xong nó chết. Thì bây giờ mình sẽ mở ra. Rồi, ok. Mình hỗ trợ cho anh em là một cái buji và một cái rũa nha. Một cái buji về anh em Roda và một cái rũa. Thì anh em lưu ý là những cái dòng máy như thế này á, cái buji của zin của nó cao, buji của nó tới hơn 100 ngàn á. Thì anh em lưu ý là mình tháo cái buji zin ra, xong rồi thay cái buji mà được tặng kèm vào. Xong mình Roda. Sau khi Roda xong thì mình gắn cái buji zin vào chạy. Và lưu ý là khi roda là mình không có được gắn thắng xích, gắn lam xích như thế này nhá, và cũng không, đặc biệt là không được khóa thắng xích. Khóa thắng xích là nó hỏng cái côn, cái chuông rồi cái lốc của mình luôn, cái bơm nhớt luôn nhé. Đây là một lưu ý là không được khóa thắng xích. Và khi anh em có cái hiện tượng như thế này, này em giật máy lên cho anh ạ. Đó, bóp ga mà nóng lên để anh em mở tay thì thắng ra. Đó, anh em bóp. Anh em thấy không? Khi mà anh em bóp ga mà thấy nó không chạy được xích á, thì anh em cứ mạnh dạn cầm cái tay này bẻ ngược đằng sau, nó không gãy đâu. Cái này nó tốt lắm anh em nhé. Này anh em này. Đấy, đồ tốt lắm, đồ xịn, nó tốt lắm, không phải như những cái hàng kia đâu. Nên anh em cứ bẻ thoải mái, không sợ gãy đâu nhá, không sợ gãy đâu. Gãy mình cho cái khác đó, nên là anh em cứ dùng thoải mái, hàng xịn mình cứ dùng tẹt ten ten. Nhưng mà cái lưu ý đầu tiên là khi roda là không được khóa thắng xích, và thứ hai nữa là phải tháo lam xích ra. Đó, lưu ý cho mình một cái số vấn đề như vậy. Rồi, mua hàng bên mình thì mình cam kết là hàng chính hãng, có thùng máy đây, số series máy. Mình quay lại cái số series máy cho anh luôn, mình đang đó, số series máy này. Rồi, nổ máy anh em yên tâm nhá. Và đặc biệt lưu ý là những cái dòng máy này không được chạy ráng khi mà nó đã bị rách bô. Chạy khoảng 1 2 năm mà nó bị hở bô, rách bô, lủng bô không được chạy ráng nhá. Rồi ok. Cảm ơn anh trai Vũng Tàu đã tin tưởng ủng hộ bên Tổng Máy Bãi. Tổng Máy Bãi chúc anh và mọi người sử dụng máy thật là bền. Đó. Thắng xịn. Mọi người cứ thắng thoải mái cho mình. Nó không gãy nữa đâu, cái nhựa này cực kỳ tốt luôn anh em. Đấy, nhựa tay này cực kỳ tốt.
đập bách bách bách. Đó, xích xích nó phải chạy trơn như thế này, đồng bộ của nó. Đấy.